Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chợ không còn diễn ra cảnh kẻ chen, người lấn. Mọi thứ ở các khu chợ trở nên trầm lắng hơn. Những sạp hàng bày bán các nhu yếu phẩm cần thiết cũng chịu chung cảnh điều hiu vì không có người mua. Hôm sáng rồi có bán được gì đâu, ngồi tới giờ này đàn rác nữa là dọn rồi. 2 giờ là dọn hết, dài nè. Bán gì? Con cũng có việc làm. Bây giờ dịch rồi không có ai bán ai làm, việc nghỉ hết. Chứ không ngày không dịch ý, thì các công ty họ làm cả, thì mình sẵn sàng có hàng làm luôn. Nhưng bây giờ công ty nó nghỉ thì coi như là mình không có hàng làm, lấy thì chết đói. Ngày xưa mà có hàng ấy làm ấy, công nhân ấy làm ấy, thì mỗi một tháng cũng được triệu hơn triệu. Nhưng bây giờ thì đúng là 200-300 cũng khó, không có hàng gì mà đang ngồi giờ. Làn sóng dịch COVID-19 bùng phát mạnh không chỉ ảnh hưởng đến các tiểu thương kinh doanh cố định, nhiều người bán hàng lề đường cũng đứng ngồi không yên vì buôn bán ế ẩm. Bên cạnh các gian hàng chấp hành đóng cửa, hẹn khách sau thời gian giãn cách, nhiều điểm bán vẫn bất chấp lệnh cấm, lén lút mở cửa khi vắng bóng lực lượng chức năng.